Minh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 vào sáng 27 tháng 9 năm 2021 của Báo Thanh Niên. Bản tin được phát vào 6 giờ sáng mỗi ngày trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ tổng hợp những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như công tác phòng chống dịch của các địa phương. Sau đây là nội dung của bản tin sáng 27 tháng 9. Bản tin Bộ Y tế ngày 26 tháng 9 cho biết, tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 9 đến 17 giờ ngày 26 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.011 ca nhiễm mới trong nước, tăng 329 ca so với ngày trước đó tại 35 tỉnh thành phố, có 5.313 ca trong cộng đồng, có 11.477 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC ghi nhận 184 ca tử vong tại 12 tỉnh thành phố, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong lên 18.584 ca. Thông tin về 10.011 ca nhiễm mới được công bố trong ngày 26 tháng 9 như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 5.121 ca, Bình Dương 3.332 ca, Đồng Nai 746 ca, Long An 171 ca, Kiên Giang 99 ca, An Giang 81 ca, Tiền Giang 63 ca, Cần Thơ 52 ca, Đắk Lắk 49 ca, Hà Nam 49 ca, Khánh Hòa 38 ca, Tây Ninh 37 ca, Bình Phước 27 ca, Quảng Bình 24 ca, Gia Lai 17 ca, Bình Định 14 ca, Ninh Thuận 12 ca, Đồng Tháp 10 ca, Bình Thuận 9 ca, Đà Nẵng 8 ca, Phú Yên 7 ca, Hậu Giang 6 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 5 ca, Bạc Liêu 5 ca, Quảng Trị 4 ca, Cà Mau 3 ca, Đắk Nông 3 ca, Vĩnh Long 3 ca, Quảng Ngãi 3 ca, Nghệ An 3 ca, Lâm Đồng 2 ca, Quảng Nam 2 ca, Thừa Thiên Huế 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Hà Nội 2 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm Bình Dương giảm 297 ca, Đồng Nai giảm 250 ca, Bình Phước giảm 120 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.075 ca, Đắk Lắk tăng 40 ca, Gia Lai tăng 17 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.938 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 756.689 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm. Ở đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185 ca. Trong đó có 522.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này gồm Thành phố Hồ Chí Minh 371.660 ca, Bình Dương 200.196 ca, Đồng Nai 45.667 ca, Long An 31.789 ca, Tiền Giang 13.787 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 527.926 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.723 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 728 ca, thở máy không xâm lấn 119 ca, thở máy xâm lấn 719 ca, ECMO 32 ca. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố ghi nhận 184 ca tử vong tại 12 tỉnh thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 131 ca, Bình Dương 26 ca, Đồng Nai 9 ca, Long An 4 ca, An Giang 4 ca, Tây Ninh 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Tiền Giang 2 ca, Đà Nẵng 1 ca,
Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Nghệ An 1 ca, Quảng Ngãi 1 ca. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 213 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn so với tỷ lệ 2,1% trên thế giới. Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 162.977 xét nghiệm cho 432.433 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 17.968.310 mẫu cho 51.559.933 lượt người. Trong ngày 25 tháng 9, có 787.838 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 38.367.246 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 30.420.963 liều, tiêm mũi 2 là 7.946.283 liều. Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine. Văn bản này cho hay, trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine. Vấn đề hộ chiếu vaccine đang được nhiều địa phương trong nước quan tâm, nhất là các tỉnh có thế mạnh về du lịch, thường xuyên đón nhiều du khách quốc tế. Mới đây, Bộ Chính trị cũng đã có kết luận số 07 cho phép thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine để mở cửa đón khách du lịch. Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa gần đây cũng cho biết đã có văn bản đồng ý đề xuất đón du khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine và du khách nội địa đến Khánh Hòa trong tình hình mới. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm hoàn chỉnh hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngày 26 tháng 9 năm 2021, Bộ Y tế đã có công điện số 1478 gửi Sở Y tế các tỉnh thành và các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine COVID-19 về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng. Tại công điện, Bộ Y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19 tại đơn vị mình. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh hơn tiến độ tiêm chủng, đảm bảo diện bao phủ vaccine. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế cũng đã có công điện số 1242 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm vaccine COVID-19. Theo thông tin của Bộ Y tế, trong ngày 25 tháng 9, có 787.838 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm đến nay là gần 38,4 triệu liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 30,4 triệu liều và tiêm mũi 2 là 7,94 triệu liều. Trong ngày 25 tháng 9, Việt Nam tiếp nhận thêm khoảng hơn 1,5 triệu liều vaccine COVID-19, gồm khoảng 400.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Nhật Bản viện trợ, 1,05 triệu liều vaccine Abdala của Cuba, nâng tổng số vaccine đã tiếp nhận tại Việt Nam lên khoảng hơn 53 triệu liều. Trong đó có khoảng 51,3 triệu liều vaccine COVID-19 đã được phân bổ cho các địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã phê duyệt thêm một số vaccine COVID-19 sử dụng khẩn cấp. Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã được yêu cầu khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vaccine COVID-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt, như Hyjaxvax, Abdala và cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng nếu có là AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Verocell và Johnson & Johnson. Bộ Y tế cũng yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur khu vực lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trước ngày 5 tháng 10.
Chiều 26 tháng 9 năm 2021, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều câu hỏi của phóng viên báo đài đặt ra về việc thành phố sẽ tổ chức lưu thông nội ô và liên vùng như thế nào, khi nào tháo dỡ hàng rào, chốt. Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành chỉ thị mới liên quan đến phòng chống dịch tại thành phố, áp dụng từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Đồng thời, chỉ thị mới của thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ là dự thảo, nội dung chính thức như thế nào còn phụ thuộc vào hướng dẫn Bộ Y tế. Vì vậy, khi nào chỉ thị mới được ban hành, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin sớm, kịp thời để người dân nắm. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh lấy trên 1 triệu mẫu test COVID-19 và tỷ lệ dương tính tại các vùng giảm dần từng đợt. Cụ thể, tại vùng xanh, ngày 22 tháng 9 tỷ lệ dương tính là 0,2%, thì ngày 23 tháng 9 là 0,1%. Tại vùng cận xanh, ngày 22 tháng 9 là 0,3%, đến ngày 23 tháng 9 là 0,2%. Tại vùng vàng không thay đổi là 0,2% trong ngày 22 tháng 9 và 23 tháng 9. Tại vùng cam, ngày 22 tháng 9 là 0,6%, đến ngày 23 tháng 9 là 0,3%. Tại vùng đỏ, ngày 22 tháng 9 là 0,7%, đến ngày 23 tháng 9 là 0,4%. Tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có 367.081 trường hợp nhiễm COVID-19 do Bộ Y tế công bố, bao gồm 366.598 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh, hiện đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh có 3.512 bệnh nhân nhập viện, có 3.495 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 190.573, 131 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 14.378. Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 25 tháng 9 là 9.441.815. Tổng số mũi 1 là 6.814.687, tăng 12.693 mũi vaccine so với ngày 24 tháng 9. Mũi 2 là 2.627.128, tăng 229.329 mũi vaccine so với ngày 24 tháng 9. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266. Ngày 26 tháng 9 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ có kế hoạch thu hẹp các giường bệnh, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 phù hợp. Với bệnh viện ở vùng xanh, cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để tham gia điều trị cho những bệnh nhân không phải COVID-19. Với bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ kết thúc thu hẹp khi các bệnh viện hoàn thành sứ mệnh là không còn bệnh nhân. Giữ lại các bệnh viện dã chiến thu dung có gắn kết với trung tâm hồi sức, gồm bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đang dự thảo và chỉnh sửa hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cho phép thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. Đồng thời mong chính phủ quan tâm ưu tiên vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để sớm đạt độ bao phủ theo quy định. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi là chìa khóa quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát, khôi phục phát triển kinh tế xã hội từ sau ngày 30 tháng 9. Tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 9 đến 17 giờ ngày 26 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.121 trường hợp nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 371.660 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Những ngày qua, anh Phan Văn Phúc ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua thời gian vô cùng khó khăn, đau khổ khi người vợ không may qua đời vì COVID-19 ngay sau khi mổ sinh con gái thứ hai vào ngày 23 tháng 7. Ngày 18 tháng 7, anh Phúc được phát hiện bị mắc COVID-19.
Sau đó vợ anh cũng nhiễm bệnh khi đang mang thai tuần thứ 27. Anh Phúc được chuyển đến một bệnh viện dã chiến ở thành phố Thủ Đức điều trị, còn vợ chuyển lên bệnh viện Từ Dũ rồi phải mổ bắt con gấp do diễn biến bệnh nặng. Sau ca mổ, bé gái nặng 1,4kg chào đời, được các bác sĩ chăm sóc, còn người mẹ quá yếu nên không qua khỏi. Bác sĩ điện về là báo là phải can thiệp lấy bé ra. Gia đình lúc đó là chồng một nơi, vợ một nơi, chỉ nói chuyện qua điện thoại với bác sĩ được thôi. Cho nên là cũng đồng ý. Khi mà bác sĩ can thiệp thì bác sĩ điện lên thì nói là em bé sinh ra rồi. Bé thì được có 1,4 kg thôi, nhưng mà bệnh viện sẽ cố gắng hết mức. Trường hợp của mẹ là xấu. Vừa mổ xong thì đi thở oxy tới 23 giờ. Bác sĩ điện lên là nói mẹ cháu không qua khỏi. Bất ngờ mà nữa. Trong tâm tư mình lúc đó là nó gần như là không còn gì nữa rồi. Chị, lúc đó là chị nghĩ là nhớ, sao mà cố gắng khắc phục cái bệnh tình của mình rồi sớm nhất để về với con và lo chuyện cho vợ. Trên bệnh viện thì các bác sĩ nói là em bé thì đang thở máy thì tình trạng sức khỏe thì cũng cứ tiến triển bình thường thôi. Còn chuyện của mẹ thì cũng được các y bác sĩ bên này. Vợ mất, con sơ sinh một mình ở bệnh viện Từ Dũ, con gái lớn mới hơn 2 tuổi gửi ở nhà cho bà ngoại. Nhưng anh không thể đến chăm sóc vì đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện dã chiến. Hơn một tháng sau, anh Phúc khỏi bệnh, về nhà cách ly thêm 14 ngày rồi mới xin được giấy tờ để đến bệnh viện gặp con. Thì cũng may là ở nhà thì gần nhà bà ngoại, thế là cháu bé ở nhà chưa được 3 tuổi nữa thì gửi được bà ngoại. Trông rồi lên đây mình chăm cháu thì lúc đó là cũng được hơn một tháng rồi, các y bác sĩ lúc đó là cũng cho phép là ra khỏi phòng ấp được rồi. Lúc mà mới lên đây thì em khó khăn lắm, tại đàn ông con trai mà vụng về nhiều thứ lắm. Em bé thì nó còn non nớt nữa. Lên đến này thì có một mình thôi. Những cái gì mình chuẩn bị được thì mình sử dụng hết những cái mình sử dụng được. Còn những cái mà còn thiếu thốn hay đấy thì nói chung là cũng nhờ người này người nọ, chủ yếu là các cô điều dưỡng hỗ trợ nhiều, cho con ăn, rồi thay quần áo cho con, rồi tắm cho con. Thực sự là rất khó khăn. Bên cạnh cái sự hướng dẫn nhiệt tình của các y bác sĩ này, mình cũng quyết tâm cố gắng sao để cho ba con sớm được về nhà. Thay mặt gia đình rất là cảm ơn các bác sĩ trên bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng hỗ trợ gia đình những lúc mà khó khăn như thế. Trước khi dịch bệnh bùng phát, anh Phúc làm công nhân, vợ anh đang mang thai nên ở nhà chăm sóc con nhỏ. Hơn 2 tháng nay sau khi bị bệnh, vợ mất, chăm hai con còn quá nhỏ nên những đồng tiền tích góp được bao lâu nay cũng đã sử dụng gần hết. Gia đình đã khó khăn, giờ càng khó khăn hơn khi anh phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Cả gia đình đang sống nương nhờ nhà ngoại nên cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình trải qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau. Chủ tài khoản Báo Thanh Niên, số tài khoản 1471-000-0115. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung ghi, giúp đỡ gia đình anh Phan Văn Phúc. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất. Bác Hoàng ơi, có uống nước không? Chào bác chị ở đây. Chị có nước uống sữa ăn để uống chẳng hạn vào bác nhá. Rồi, tôi đủ rồi. 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 Rồi nhá. Gần một tháng qua, điều dưỡng Nguyễn Thị Thoa thuộc khoa thẩm mỹ Bệnh viện E Hà Nội đã rời xa gia đình, dành hết tâm trí, tận tình chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
chị Thoa cùng đoàn nhân viên y tế bệnh viện E từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch từ đầu tháng 9 đến nay. Tại bệnh viện hồi sức COVID-19, hàng ngày chị Thoa cùng các đồng nghiệp tham gia chăm sóc bệnh nhân từ hỗ trợ ăn uống, thay quần áo đến vệ sinh cá nhân. Gần một tháng sống xa gia đình, với nỗi nhớ con da diết, chị Thoa thường tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để gọi điện thoại về hỏi thăm, động viên con cố gắng học hành. Thực sự là đó là lần đầu tiên khi mà em ở trong nhà đây như thế. Đó, thì không có nói là gia đình rất là lo lắng cho mình. Tuy nhiên thì mọi người cũng rất là ủng hộ vì là đây là một cái quyết định rất là đúng đắn. Đấy, vì cái mục đích và cái lý tưởng cao đẹp của mình là vào chăm sóc mọi người. Đấy, cũng như là tính là người của mình. Đấy, nên bọn em như là tính là nghĩa vụ. Khi là một nghĩa vụ và cái trách nhiệm của mình ở khi mình làm người điều dưỡng, thì gia đình rất là ủng hộ ạ. Thì bọn em có quyết định ngày đi, chưa có quyết định ngày về. Mong rằng trong thời gian sắp tới là Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua và mong rằng là cái đại dịch này mau chóng kết thúc. Cũng là lần đầu tiên rời xa gia đình với thời gian dài như vậy để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Điều dưỡng Như Thị Ngọc Liên, khoa nội tim mạch Bệnh viện E Hà Nội đang cố gắng, nỗ lực hàng ngày để giúp những bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 mau khỏi bệnh. Chị Liên chia sẻ những ngày đầu chưa có kinh nghiệm và có đôi chút lo lắng, nhưng sau khi gặp những bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, những lo âu ban đầu đã tan biến để tập trung tinh thần chăm sóc, động viên bệnh nhân, cố gắng để sớm được về với gia đình. Bản thân chị Liên cũng tự động viên mình, cố gắng và hy vọng thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh để chị được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Năm nay là lớp 1 rồi, được một cháu thôi. Thì ông bà cũng động viên em, thôi cứ cố gắng đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm về. Còn ông bà sẽ ở nhà kèm cháu học. Em cũng không phải là đi gấp lắm mà cũng có được tập huấn và chuẩn bị trước tinh thần rồi, cho nên là cũng động viên cháu từ trước rồi, chứ không phải là bị báo hút thuốc đi gì cả, nên là cháu nó cũng thoải mái. Hàng ngày ở đây thì cũng hay gọi điện Zalo về, hai mẹ con nói chuyện với nhau, nhìn mặt nhau. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 1.000 giường đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ở thành phố Thủ Đức. Bệnh viện đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 7 năm 2021. Đến nay đã thu dung trên 3.000 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Đã có trên 50% bệnh nhân được chữa khỏi, xuất viện hoặc giảm độ nhẹ, được chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới điều trị. Khi dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn căng thẳng, những nhân viên y tế Bệnh viện E Hà Nội cũng như nhiều bệnh viện khác từ khắp cả nước đã tình nguyện cùng thành phố chống dịch. Công việc dù có áp lực, mệt mỏi, nhưng tất cả đều cố gắng động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo với hy vọng cứu được càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Quý vị, ngoài bản tin sáng, báo Thanh Niên còn thực hiện bản tin COVID-19 trực tiếp vào 20 giờ mỗi tối tại địa chỉ thanhniên.vn, kênh YouTube và Facebook báo Thanh Niên cũng như trang báo Thanh Niên trên hai mạng xã hội Lotus và TikTok. Quý vị đừng quên theo dõi bản tin COVID-19 trên các nền tảng của báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ tối nay. Rất mong mọi người tiếp tục nghiêm túc thực hiện khuyến cáo 5K và thông điệp 5T của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm những quy định của địa phương và ngành chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Kính chúc quý vị ngày mới an lành, nhiều sức khỏe và niềm vui. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.